Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio làm một cái clip để giới thiệu về một bộ sản phẩm có thể nên các dàn Azai sự kiện lớn. Đó là một dòng bát 30LB Lexo. Với cấu hình ngày hôm nay thì em có ship cho một bác khách với cái cấu hình ngày hôm nay là làm full đơn 30. Với cấu hình này ngày hôm nay là ra riêng năm rộng tháng dài. Thì Tùng Nguyên lại mở côn vào để giới thiệu về phân khúc cho tất cả các bác tham khảo. Đối với sản phẩm ngày hôm nay thì là một đôi bát 30LB mà bên em đang cung cấp ở cửa hàng rất là lâu. Chất tiếng của nó rất là hay. Và dòng bát neo này nó có thể khỏe gấp rưỡi so với các dòng neo 30 khác ở trên thị trường đang bán. Nhà Tùng Nguyễn cũng bán các dòng bát 30LB hoặc là bát 30 neo thường khác rất là nhiều. Nhưng Tùng Nguyễn có thể bao cho tất cả các bác là nó khỏe, cái tiếng, cái độ phóng của nó sẽ khỏe gấp rưỡi so với các dòng neo khác. Tại sao Tùng Nguyễn có thể khẳng định thế? Vì cái dòng từ của con này, củ nó rất là to và từ nó rất là dày. Củ bát càng nhiều từ, càng nhiều bi thì độ phóng của nó càng mạnh các bác nhé. Giống như các cái dòng loa bát từ 190 hoặc từ 220 nó sẽ khác nhau về công suất. Đấy, nó đều là côn 76. Ví dụ như từ 170 và từ 190 đều là cùng côn 76, nhưng mà con từ 190 bao giờ nó cũng khỏe hơn. Đấy, các bác lưu ý. Thì nhà em bán hàng trước nên em phải giới thiệu cho tất cả các bác tham khảo. Và củ tép neo thì củ tép neo 750. Đối với dòng tép này ở trên thị trường thì có quá là nhiều các cửa hàng bán, giá có thể giá thành khác nhau độ 150, 100 gì đấy. Nhưng các bác đến với cửa hàng Tùng Nguyên Audio, Tùng Nguyên bao giờ cũng nhập, kể cả là nhập đắt hơn Tùng Nguyên cũng vẫn nhập để phục vụ khách hàng. Nhà Tùng Nguyên bán tép thì bao giờ cũng bán tép số lượng kinh khủng luôn. Thế nhưng mà vẫn nhập tép chuẩn về để phục vụ khách hàng, để khách hàng chơi, là khi chơi được một đôi tép còn lần sau còn đến với cửa hàng Tùng Nguyên tiếp. Và hôm nay Tùng Nguyên giới thiệu cho tất cả các bác là một đôi tép này. Hôm nay mở côn ra, đôi tép này ở bên trong nó có cái lớp mút như này. Nắp của củ tép là nắp nhôm. Nắp của củ tép là nắp nhôm. Và màng của nó là màng titan màu trắng. Côn dây dẹt, các bác nhìn này, côn dây dẹt. Đối với các dòng tép leo ở trên thị trường thì có thể về cái phần khôn thì có thể là nó chỉ khác nhau một chút thôi, đúng không ạ? Riêng Tùng Nguyên bán côn chỉ một phần thôi, tùy từng công ty người ta nhập côn. Đừng có bao giờ các bác nghĩ đừng cái côn mà cái có thể cái côn đắt hay cái côn rẻ nó chỉ chênh nhau một tí thôi. Nhưng mà chênh nhau ở chỗ nào? Chênh nhau ở các cái bộ kẹp lỗ như này và cái bộ từ neo như này thì nó sẽ chênh nhau. Thì nó sẽ chênh nhau về cái giá thành, chứ không phải là chênh nhau về cái phần côn dẹt hay là côn nhôm hay côn đồng đâu. Cái côn em bảo rồi, cái côn nó chỉ chênh nhau một chút thôi, nhưng cái chênh nhau là cái chênh nhau ở cái phần bích của nó này. Cái mặt bích của nó, thứ nhất là nó dày, và thứ hai là nó được làm các cái viên bi mà nó được sáng và keo kết, nó đánh rất là ok, đánh nó khít. Củ này thì là cái lõi bên trong là nó nhựa và chạy viền đồng. Củ tiếp này em bán lâu năm rồi, 4 năm nay em bán rồi. Đấy, không dạy gì mà đi thương hiệu của mình làm lâu năm mà mình nhập các cái mẫu tép có thể rẻ được 50-100 mà đánh đổi cái uy tín của cửa hàng. Vì cái mẫu tép này em làm lâu rồi, các bác khách làm sự kiện có rất là nhiều bác khách nha, mua các sản phẩm tép neo của em là chỉ thích các cái mẫu tép chuẩn thôi, vì các bác dùng mấy cặp của em rồi, tuy nhiên mình mua gửi một cặp khác các bác biết ngay. Đấy, mẫu tép neo B750. Và cặp phân tần này, nếu mà sử dụng cặp tép neo như này thì đánh cặp phân tần có mã là BL-3 mạch màu đỏ, chạy hai con chữ nhôm màu tím tụ màu trắng sữa, thì mình sẽ sử dụng vào full 40 hoặc là full 30. Nhưng được sử dụng tép côn 75 thì mình sử dụng các cái bộ mạch phân tần như thế này. Và đôi bát neo thì đôi bát neo bi này, nếu các bác có nhu cầu thì đôi bát neo này đang có giá là 3,5 triệu 50 một đôi bát neo như này, là giá ở tại cửa hàng Tùng Nguyên Audio. Đây là bát neo cực kỳ cao cấp. Màng của nó là màng hơi phủ một lớp keo dầu và gân vải tẩm dầu 2 gân. Bát neo bi của nó thì xương của nó thì là Lexo rồi, đúng không ạ? Xương của nó là Lexo rồi. Những các cái điểm bắt ốc thì nó vẫn là tròn bình thường. Đấy. Cái con này thì của nó là mà nhện của nó rất là sộng và sóng nhiều. Đối với dòng bát thì dòng bát neo bi này là của nó là cái nước nhện của nó là em thấy là có cái nước nhện là sóng nhiều nhất trong tất cả các dòng bát 30. Côn của nó là côn fit này. Côn fit này. Và bích
các bác nhìn thấy bích lỗ kẹp tê rất là dày và các cái cấu hình là từ của nó, cái chất từ của nó rất là dày đấy. Và cái độ vòng của bi nó to nó rộng, bình thường các dòng neo khác từ nó nhỏ, và kể cả các cái dòng neo bi khác có thể là củ từ nó trông nó thụt đi một chút, nhưng mà cái viên từ nó sẽ không bao giờ dày dặn như này. Đối với dòng từ ấy, kể cả từ thường hay từ neo thì nó có mấy loại từ cơ đấy, cái chất từ neo này nó rất là quan trọng này. Cái chất từ nó chỉ cần khác đi một chút thì giá thành nó sẽ được nhập khác đi. Em bảo rồi, da riêng, năm rộng tháng dài. Thì em sẽ giới thiệu kỹ về các cái dòng bát 30 dù là 40 tép kèn, sẽ chỉ cho các bác biết các cái phân khúc cao cấp. Còn có thể là cuối năm thì em có thể là làm video chỉ là giới thiệu sản phẩm thôi. Nhưng đối với những cái cấu hình mà nhà em bán hàng trước thì em có thể là chỉ để cho tất cả các bác biết và tham khảo. Và các bác chơi các cái cặp bát như này thì của nó thì em cũng báo giá rồi. Và cặp tép của em thì em đang bán 2.1 triệu một cặp tép này. Và các bác có nhu cầu đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng, và các bác xem video. Nếu cảm thấy mà video chất lượng thì nhớ like và ủng hộ kênh nha.